Kinh văn: Ngã khiển phạm ma tam bát la, ngũ bộ tịnh cư diêm ma la, thường đương ủng hộ thọ trì giả. Ngã khiển thích vương tam thập tam, đại biện công đức đà đát na, thường đương ủng hộ thọ trì giả. Ngã khiển đề đầu lại tra vương, thần mẫu nữ đẳng đại lực chúng, thường đương ủng hộ thọ trì giả. Nghĩa: Ta sai phạm ma tam bát la, ngũ bộ tịnh cư diêm ma la, thường theo ủng hộ kẻ thọ trì. Ta sai thích vương tam thập tam, đại biện công đức bà đát na, thường theo ủng hộ kẻ thọ trì. Ta sai đề đầu lại tra vương, cả thần mẫu nữ chúng đại lực, thường theo ủng hộ kẻ thọ trì. Lược giảng. Quán Thế Âm Bồ Tát nói tiếp: Ta sai phạm ma tam bát la, ngũ bộ tịnh cư diêm ma la, thường theo ủng hộ kẻ thọ trì. Phạm ma tam bát la là tên của một vị hộ pháp ở cõi trời, còn diêm ma la là tên của vị hộ pháp thuộc ngũ bộ ở cung trời tịnh cư. Các vị hộ pháp này được lệnh phải luôn luôn theo bảo vệ kẻ tụng trì chú đại bi. Ta sai thích vương tam thập tam, đại biện công đức bà đát na, thường theo ủng hộ kẻ thọ trì. Thích vương tức là vua đế Thích, thiền chủ của cõi trời 33. Đại biện công đức bà đát na tức là vị hộ pháp có tài biện luận và công đức rộng lớn tên bà đát na. Tất cả những vị hộ pháp này đều được Quán Thế Âm Bồ Tát phải đi phù hộ những người thành tâm trì tụng chú đại bi. Ta sai đề đầu lại tra vương, cả thần mẫu nữ chúng đại lực, thường theo ủng hộ kẻ thọ trì. Đề đầu lại tra vương là một trong bốn vị tứ đại thiên vương. Thần mẫu nữ tức là quỷ tử mẫu, mẹ của những quỷ con, thống lãnh bộ chúng đại lực. Các quỷ thần thuộc hạ của bà đều có sức mạnh phi thường, riêng bản thân bà thì không. Vì sao gọi là quỷ tử mẫu? Ban đầu, đáng lẽ bà có thể được gọi là thần tử mẫu, nhưng vì bà có hành vi giống như loài quỷ, cứ đi bắt cóc con của người ta để ăn thịt, nên mới gọi là quỷ tử mẫu. Nhà nào có trẻ sơ sinh là quỷ tử mẫu liền tới bắt về ăn. Cả trẻ con chừng 2-3 tuổi cũng bị bà bắt ăn thịt nữa. Bà quỷ tử mẫu có 1.000 đứa con trai, những đứa con nít mà bà đi khắp nơi để lùng bắt và mang về, không phải chỉ một mình bà mà cả bầy quỷ con cùng xúm lại chia nhau ăn. Một hôm, chư hộ pháp thiện thần thấy hành vi của quỷ tử mẫu càng ngày càng quá đáng và không đúng với giáo pháp, bèn quyết định đến bạch với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Bạch Đức Thế Tôn: Hiện nay trẻ con ở thế gian bị quỷ tử mẫu bắt ăn thịt gần hết, chỉ còn lại một số rất ít. Nhân loại ở thế gian sắp bị tuyệt chủng tới nơi rồi, vậy chúng con phải làm gì bây giờ? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo: Không sao, việc này không phải là một vấn đề to tát lắm, ta đã có cách giải quyết rồi. Và thế là Đức Phật phái Mật Tích Kim Cang đi bắt đứa nhỏ nhất trong bầy quỷ con, 1.000 đứa của quỷ tử mẫu về và đem bỏ trong bình bát của Phật. Đức Phật lật úp cái bát lại, khiến đứa nhỏ bị nhốt trong bát không thoát ra được. Chú quỷ con bị nhốt một mình trong bát thì sợ hãi, khóc òa. Quỷ tử mẫu nghe tiếng khóc liền nhận ra đó là tiếng đứa con út của mình, bèn ra lệnh cho 999 đứa con còn lại đến hè nhau nhấc cái bát lên cho chú quỷ út chạy ra, nhưng không thể nào nhấc lên nổi. Thấy thế, quỷ tử mẫu bèn dùng sức thần thông để lật ngửa cái bát lên, song cái bát vẫn chẳng chịu nhúc nhích. Ban đầu, quỷ tử mẫu chỉ nghĩ là lén cướp lại đứa con mà thôi, nhưng bây giờ thấy cướp không được thì chỉ còn cách tới hỏi thẳng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni: Tại sao Ngài lại bắt cóc con tôi và nhốt nó dưới bình bát của Ngài như thế? Chao ôi,
Nó khóc lóc thảm thiết thế kia mà ngài chẳng động chút lòng từ bi nào cả ư? Quý vị xem, bà quỷ tử mẫu này dám chỉ trích người khác là không có lòng từ bi. Thế còn bà ăn thịt con của người ta thì thử hỏi bản thân bà có được chút lòng từ bi nào chăng? Bấy giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới từ tốn hỏi lại: À, người có đông con thế kia mà mất đi một đứa cũng chẳng hề chi. Người có tới 1.000 đứa con lận, nếu mất đi một đứa bé này thì có sao đâu? Quỷ tử mẫu đáp: Không được, tôi thì một đứa cũng không thể thiếu được. Đức Phật ôn tồn hỏi: Ngươi ăn thịt con của người ta, thế thì ngươi có lòng từ bi chăng? Quỷ tử mẫu phân trần: Tôi nào muốn như thế đâu, ngài cho rằng tôi thích ăn thịt con nít lắm sao? Nếu không ăn thì cái thân già nua này chịu đói không nổi. Bởi thịt trẻ con thì mềm mại, thơm ngon vô cùng, mà răng của tôi thì cũng không còn tốt cho lắm, cho nên tôi mới phải ăn thịt của chúng đấy thôi. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lại hỏi: Người ăn thịt con của người ta thì được, còn ta mới bắt một đứa con út của ngươi thôi, mà ngươi đã đau khổ cuống quýt đến thế kia. Vậy thì ngươi nghĩ tâm trạng của những kẻ làm cha mẹ trong thiên hạ mà bị mất con là như thế nào? Quỷ tử mẫu vẫn bướng bỉnh: Tôi đâu cần phải bận tâm về họ nhiều như thế, tôi chỉ lo ăn cho no bụng mình là đủ rồi. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nghiêm giọng phán: Thế ư? Nếu thế thì ta cũng chẳng bận tâm về chuyện của ngươi nữa. Ta chẳng cần biết là ngươi có bị mất con hay không. Ngươi có bản lãnh thì cứ đem nó về đi. Quỷ tử mẫu nghe Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói như thế thì lại tìm cách lật bát, nhưng không tài nào lật lên được. Chẳng còn cách nào khác, quỷ tử mẫu bèn đến quỳ trước mặt Đức Phật mà khóc lóc năn nỉ, thỉnh cầu ngài mở lòng từ bi mà thả con bà ra. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy: Được, người muốn ta trả đứa con lại cho ngươi thì cũng được thôi. Ta không ăn thịt con của ngươi đâu, bởi vì ta không giống như ngươi. Ta chỉ ăn chay, cho nên đừng nói là thịt người lớn hay con nít, bất cứ loại thịt nào ta cũng không ăn cả. Quỷ tử mẫu nghe nói như thế thì tự nghĩ: Ồ, thì ra người này không ăn thịt, và thắc mắc, thế thì ngài làm sao sống được? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đáp: Ta đi hóa duyên các nơi, xin thức ăn chay. Quỷ tử mẫu nói: Thế nhưng tôi biết đi đâu để hóa duyên, ngài là Phật nên có thể đi hóa duyên, còn tôi thì đâu làm được như thế. Tôi nào phải là người xuất gia? Đức Phật nói: Thôi được, nếu từ rày về sau người sẵn sàng không ăn thịt trẻ con nữa, thì ta sẽ bảo các đệ tử của ta mang thức ăn chay bố thí cho ngươi, miễn sao ngươi không ăn thịt trẻ con nữa là được. Quỷ tử mẫu hớn hở thưa: Nếu tôi có thức ăn đầy đủ thì đương nhiên là tôi khỏi ăn thịt trẻ con cũng được. Thế là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thả chú quỷ con ra và trả lại cho quỷ tử mẫu. Do nhân duyên này mà những người xuất gia khi thọ trai đều có lệ thí thực. Thí là bố thí, ban pháp, thực là phạn thực, cơm ăn. Lúc thí thực, quỷ thầy, cô dành ra một ít thức ăn và sướng rằng: Đại bàn kim xí điểu, khoáng giả quỷ thần chúng, là xác quỷ tử mẫu, cam lồ tất sung mãn. Chim đại bàng cánh vàng, quỷ thần nơi khoáng giả, mẹ con quỷ la xác, đầy đủ nước cam lồ. Rồi họ tụng một bài chú, và mấy mẹ con của bà quỷ tử mẫu thảy đều có được thức ăn no đủ, không còn bị đói khát, và do đó không phải ăn thịt con nít nữa. Cho nên chúng ta nhờ không bị quỷ tử mẫu ăn thịt nên bây giờ mới còn sống và lớn lên cao ráo, khỏe mạnh, lại có được cơ hội học hành, làm việc. Nếu không nhờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giáo hóa được quỷ tử mẫu, thì e rằng nhân loại trên thế giới sẽ không được đông đúc như hiện nay. Ngoài ra,
Từ đó quỷ tử mẫu chẳng những không ăn thịt con nít mà còn trở thành kẻ hộ pháp đắc lực cho Phật giáo nữa. Vậy, khi có người chuyên tâm và theo đúng như giáo pháp mà trì tụng chú Đại Bi, thì Quán Thế Âm Bồ Tát gọi quỷ tử mẫu và bảo rằng: Này quỷ tử mẫu, đã đến lúc người có thể tạo đôi chút công đức rồi đó. Có người đang thọ trì chú Đại Bi này của ta, vậy ngươi hãy mau mau đi bảo vệ người ấy. Thế là quỷ tử mẫu liền thống lãnh 1000 đứa con trai, lực lượng khỏe mạnh, cùng nhau đi hộ pháp. Cho nên nói là cả thần mẫu nữ chúng đại lực thường theo ủng hộ kẻ thọ trì. Ha ha ha,